Sáng nay 15 tháng 9, lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đã yêu cầu trạm y tế phường Tân Phước Khánh xác minh, làm rõ việc một người đàn ông nghi ngờ khai báo gian dối để được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer. Trường hợp người đàn ông bị nghi ngờ khai báo không trung thực là ông NVK, 31 tuổi, ngụ tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên. Trước đó, ngày 5 tháng 8, người này đã được tiêm mũi 1 loại vaccine AstraZeneca và có giấy xác nhận của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên. Đến ngày 14 tháng 9, người này lại tiếp tục đến điểm tiêm chủng khác do trạm y tế phường Tân Phước Khánh tiêm tiếp mũi 1 vaccine Pfizer. Sau khi tiêm, người này còn khoe trên mạng xã hội đã hoàn thành 2 mũi tiêm vaccine. Trước sự việc trên, lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên cho biết, trong quá trình tiêm, mỗi người chỉ được cấp một giấy xác nhận cho cả 2 mũi tiêm. Trường hợp ông NVK có cả 2 giấy xác nhận tiêm vaccine đều để tiêm là mũi 1 và ghi tạm trú ở 2 nơi, nên có thể người này khai báo gian dối để được tiêm. Hiện trung tâm đang giao cho trạm y tế phường Tân Phước Khánh xác minh làm rõ. Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên, hiện trạm y tế phường Tân Phước Khánh đang tiêm mũi 1 vaccine Pfizer cho người già từ 60 tuổi trở lên, người có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai, cho con bú. Nếu còn dư vaccine mới tiêm vét cho người chưa tiêm mũi 1 và chưa tiến hành tiêm mũi 2. Việt Nam hiện có 9 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 đã nằm trong kế hoạch triển khai tiêm vaccine trong thời gian tới. Bộ Y tế cũng đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp trên 20 triệu liều vaccine Pfizer để tiêm cho đối tượng này. Tuy nhiên, kế hoạch triển khai và phụ thuộc vào lộ trình bàn giao số lượng vaccine hiện có. Trong khi thực tế cho thấy tỷ lệ người trong nhóm đối tượng ưu tiên ban đầu theo nghị quyết 21 là những người có nguy cơ cao mắc bệnh thì vẫn chưa được tiêm hết. Theo các chuyên gia, với diễn biến dịch bệnh tại Việt Nam hiện nay, việc tiêm vaccine là vô cùng cần thiết, kể cả nhóm đối tượng là trẻ em, bởi các em cũng cần phải được bảo vệ để đảm bảo các hoạt động của mình. Tuy nhiên, hiện nguồn cung vaccine rất hạn chế, những nhóm đối tượng nguy cơ cao cần được tiêm cũng chưa có đủ vaccine. Vì vậy, việc tiêm cho trẻ chỉ có thể triển khai được khi mà chúng ta đảm bảo được nguồn cung về vaccine. Trước mắt ấy, là chúng ta tổ chức tiêm cho những cái đối tượng người lớn đi lại nhiều, giao lưu nhiều, thế rồi tham gia các hoạt động xã hội nhiều. Và sau đó thì chúng ta tiêm cho những cái đối tượng mà trẻ em lớn, trẻ em cũng phải đi học, tham gia một số hoạt động xã hội thì cũng là cái dễ bị lây hơn. Còn vấn đề là tiêm chủng cho trẻ em thì phải có cái loại vaccine phù hợp với trẻ em. Thì cho rằng cái này phải hết sức linh hoạt, cân đối hài hòa giữa cái đối tượng người lớn và trẻ em sao cho nó hợp lý. Thì và đặc biệt là đối tượng nguy cơ thì phải gắn với địa bàn nguy cơ. Các chuyên gia cũng cho rằng, về mặt khoa học, khi trẻ bị mắc COVID-19 thì các diễn biến nặng nếu có cũng rất thấp. Vì vậy, việc tiêm vaccine cho trẻ là cần thiết, nhưng chưa phải là nhóm đối tượng ưu tiên ở thời điểm này. Trẻ em chúng ta cũng thấy rằng là cũng là một mắt xích trong cái chuỗi lây truyền. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà những cái trường hợp mà có biểu hiện nặng cũng như là biến chứng ở trẻ em thấp hơn rất nhiều so với cả nhóm tuổi người lớn và đặc biệt là người già. Cho nên về trong cái giai đoạn trước mắt khi mà vaccine chúng ta còn chưa đủ thì cái việc mà chúng ta bảo vệ phòng COVID cho nhóm tuổi người lớn, người mà làm các cái công việc thiết yếu và người già thì được đặt ra mục tiêu cao hơn so với cả cái nhóm trẻ nhỏ. Tuy nhiên thì có những cái thời điểm mà chúng ta thấy rằng đối tượng trẻ em cũng phải cần được quan tâm. Đấy là cái giai đoạn một cái địa phương có dịch và đặc biệt là những cái địa phương mà dịch đang ở cái mức rất là cao. Thì lúc đấy chúng ta sẽ nhắm đến cái đối tượng trẻ nhỏ. Cũng theo ngành y tế, kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em đã được tính toán đến. Bộ Y tế cũng đã có đàm phán với Pfizer về vấn đề cung cấp vaccine tiêm cho trẻ em Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay, vaccine của hãng này cung ứng cho Việt Nam vẫn rất chậm so với thỏa thuận. Và để có thể triển khai tiêm được cho trẻ thì cần phải phụ thuộc vào lượng vaccine cung ứng từ đối tác nước ngoài. Hiện tại chúng ta cũng thấy rằng là chỉ có mỗi vaccine Pfizer là được phê duyệt để tiêm cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi. Còn chưa có một cái vaccine khác mà phê duyệt cho cái nhóm tuổi này. Đấy là chưa nói đến cái nhóm tuổi nhỏ hơn. Và vì vậy có nghĩa rằng là chỉ khi nào ta có cái nguồn cung về Pfizer nó phù hợp và đầy đủ thì chúng ta mới sử dụng cho cái nhóm trẻ nhỏ. Mặc dù nhà cung cấp cũng đã có những cam kết chuyển vaccine về Việt Nam, tuy nhiên cho đến giờ phút này vẫn thấy rằng cái số lượng vaccine chuyển về là hạn chế so với cả những cái cam kết ban đầu. Ta phải tham khảo những cái chỉ định của các nước, rồi khuyến cáo sử dụng của nhà sản xuất và trên cơ sở những cái bằng chứng khoa học về hiệu quả an toàn
cho các nhóm lứa tuổi của trẻ em từ 18 tuổi trở xuống. Thì Bộ Y tế sẽ phải rất tích cực để mà làm sao sớm có vaccine để tiêm cho những trẻ em ở dưới 18 tuổi. Với những vướng mắc hiện nay về việc chưa thể chủ động được nguồn vaccine COVID-19 để tiêm chủng cho người dân, trước mắt là thuộc những nhóm đối tượng ưu tiên có nguy cơ mắc bệnh cao như người cao tuổi, người trong nhóm đối tượng sản xuất, shipper, thì việc đảm bảo vaccine COVID-19 để tiêm cho trẻ em Việt Nam ở thời điểm này khó có thể thực hiện được. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến cuối tháng 8, cả nước có gần 12.000 trẻ em nhiễm COVID, hơn 27.000 trẻ em là F1. Đại dịch đã khiến nhiều em không có người chăm sóc, nuôi dưỡng do mồ côi cha mẹ hoặc người chăm sóc các em phải đi cách ly tập trung. Tại tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh, số trẻ em mồ côi lên đến hàng trăm. Các em được gửi thân nhân nuôi dưỡng, nhưng những người này cũng đang gặp khó khăn vì đại dịch. Là hai nhóm chúng ta quan tâm nhất là một là cha mẹ đã chết hết vì COVID và còn trẻ ở nhà. Thứ hai là cha mẹ bị nhiễm, đưa đi cách ly hết, còn trẻ ở nhà. Và hiện nay là trường hợp này không phải là ít và chúng ta hiện nay đã can thiệp. Chúng tôi có tư vấn cho địa phương, đề nghị các anh chị chúng ta thông qua các chi tổ hội của mình, có chi bộ khu phố, chi bộ ấp là có thể can thiệp giúp đỡ. Tính đến cuối tháng 8, cả nước có khoảng 12.000 trẻ em nhiễm COVID, gần 250 trẻ mồ côi vì đại dịch. Nhiều em bị ảnh hưởng cả về thể chất lẫn tinh thần do phải học trực tuyến dài ngày, bị suy giảm nguồn nuôi dưỡng. Có những em bỗng nhiên là rơi vào cái hoàn cảnh đặc biệt bởi vì là các em không được có sự chăm sóc trực tiếp của cha mẹ và những người thân thích. Nguy cơ mà các em gặp phải đó là những cái sang chấn về mặt tâm lý khi mà các em không có cái sự chăm sóc trực tiếp của cha mẹ, của người thân, đặc biệt với những em nhỏ, những em mà 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi thì cần phải có cái sự chăm sóc và hỗ trợ về mặt tâm lý. Theo Nghị quyết 68, trẻ em là F0 hoặc cách ly y tế được đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn, được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng mỗi em. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có quyết định hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi trẻ em mồ côi vì COVID-19. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trẻ em có cha mẹ qua đời do dịch bệnh sẽ được duy trì các chính sách trợ giúp xã hội đến khi 22 tuổi. Chúng ta nhìn hình ảnh các cháu bé đi cách ly. Rồi những người dân mà đang điều trị F1, F0, rồi cách ly, người ta đang rất khó khăn. Cái việc như vậy cho chúng ta rất nhiều cái suy ngẫm, cho chúng ta thấy ý nghĩa sâu sắc và sự cần thiết của cái việc triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ. Để giúp các em phần nào vơi bớt nỗi đau từ đại dịch, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương bố trí người chăm sóc trẻ em là F0, F1, trẻ em sinh sống một mình do cha mẹ, người thân đã nhiễm bệnh hoặc đang cách ly tập trung. Bên cạnh đó, bố trí cơ sở bảo trợ xã hội chuyên trách tiếp nhận chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi do COVID-19. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC tại địa chỉ www.vtc.gov.vn. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng. Nó thậm chí còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chất lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp quý khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những clip hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới. Và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast sắp nói chuyện hay. Thành công của trong đã phát ra. Và là cả một thế giới thể thao sống động. Thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtc.gov.vn
để theo dõi các chương trình đặc sắc nhất của VTC ngay hôm nay.